trên mọi miền Tổ quốc nhá. Hiện tại em đang ở cơ sở 2 của em. Lời đầu tiên cho em xin gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả mọi người. Chúc cho tất cả các anh em luôn luôn mạnh khỏe, công việc của mọi người lúc nào cũng thuận lợi, phát tài gặp nhiều may mắn nhá. Thực sự là may mắn thì không bao giờ đến với những người không cố gắng, không giữ chữ tín, không làm chuẩn chỉ cả. May mắn chỉ đến với những người luôn luôn đặt mình vào vị trí của người khác. Anh em ạ, thực sự là nhìn lại chặng đường đã qua, những gì mà mọi người đã ủng hộ thì em Hưng Động Cơ Ô Tô Thịnh sẽ không bao giờ quên. Và những cái gì mình đã gây dựng được bao nhiêu lâu nay, cái chữ tín, cái uy tín của mình gây dựng bao lâu nay để như có được như ngày hôm nay, em sẽ không bao giờ vì một cái gì đấy mà để đánh đổi, đánh mất đi những cái chữ tín mình đã gây dựng được. Như em đã từng nói là cái gì có thể mua được bằng tiền, nhưng riêng chữ tín này không bao giờ mua được anh em ạ. Nó là cái thương hiệu rồi. Thương hiệu thì nó sẽ chỉ có do qua 5 tháng nó lớn mạnh dần. Nếu mà làm tốt thì nó sẽ có nhiều người biết đến, biết đến mình, lan tỏa. Nhiều người biết đến là cơ sở này người ta bán hàng uy tín này, động cơ đẹp này, giá hợp lý này đấy. Chứ còn tiền cũng không thể mua được anh em ạ. Không thể mua được ngay. Nó dần dần qua 5 tháng. Thì hôm nay đây, cơ sở em lại có một đơn hàng cho một vị khách rất là đặc biệt. Đó là anh Minh. Anh ấy ở trong Tây Sơn Bình Định. Đường đi Gia Lai ấy, đường đi Gia Lai mới qua chỗ anh ấy. Thì anh ấy có xem trên mạng và bên cơ sở của em, anh ấy bảo theo dõi em rất lâu rồi. Hôm nay có nhu cầu mua con máy Du Trai 160 về để lắp vào con xe 8 tấn của anh ấy. Thì anh ấy điện cho em tư vấn, thì sau khi em tư vấn em đã lổ con máy này 8 phút cho anh ấy rồi, ok rồi. Bây giờ em chỉ lổ lại để đăng lên trên kênh bán hàng thôi. Thì anh ấy ok hết rồi nhá. Thì con máy này là Du Trai 160 mà anh em nào là đang chạy con 130, đang chạy con máy 135 này, 140 này mà hỏng máy, muốn thay máy là anh em đều sẽ thay máy hết lên 140 và 160 anh em ạ. Vì nó khỏe hơn, chân bệ nó như nhau, không khác một con ốc nhá anh em nhá. Máy móc giống nhau hết. Thì đây là con máy mà em đã chọn cho anh Minh ở trong Bình Định. Con máy này nó đẹp ở đâu? Em sẽ quay cho tất cả mọi người cùng xem và anh em cũng biết nhá. Đây, một con máy nó chạy nhiều chạy ít là anh em nhìn cái lớp sơn của nó này, vẫn còn nguyên bản này, nguyên zin này. Nó chạy rất là ít, vì thế mà nó vẫn còn giữ được cái màu sơn tươi của nó. Bơm kim này, nguyên zin hết này, anh em xem này. Chưa có một con ốc động chạm nha. Máy nó được cực đẹp vì nó chạy rất là ít. Cổ đè chưa tháo ra bao giờ anh em ạ. Cổ đè vẫn còn nguyên zin, chưa tháo ra bao giờ. Máy nó còn nguyên từ trên mà xuống, từ dưới lên trên nhá. Rồi, mặt đằng trước, mặt đằng sau nguyên bản hết. Đây anh em xem này, nguyên zin này, cái lớp sơn của nó này. Lớp sơn của nó này anh em này, tôi có được tươi này, tem giấy này, turbo nguyên zin này, chưa tháo ra bao giờ này. Hai bên dè này, cái chống nóng của nó vẫn còn nguyên zin này. Chưa mất vào sơn này anh em này. Đây. Chưa có một con ốc nào động chạm. Ốc nhái là nguyên zin hết. Hai bên rè lốc quá đẹp, quá mới. Đây anh em xem này, nguyên zin hết. Quan trọng nhất là cái ốc quy lát này, nguyên zin này anh em này. Nguyên zin này, nó quá đẹp và quá mới. Bên cơ sở em vừa về 60 con máy này nhá anh em nhá. 60 con máy Du Trai 140 và 160. Anh em nào mua buôn mua lẻ, cần mua buôn mua lẻ về bán hay về sử dụng, anh em cứ liên hệ cho em, đủ thoải mái cho anh em chọn. Đến khi nào ưng ý nhất thì thôi. Hình thức bên ngoài của nó quá ok rồi. Bây giờ em sẽ giới thiệu qua vòng tua và mã lực của nó để cho tất cả anh em cũng biết. Con này là lòng của nó là 1 tốc 1. Vòng tua của nó là 2006, mã lực của nó là 160 PS. Nó là cái đời máy xe tải 140, 4 máy của Du Trai là to nhất con máy này rồi. Xe tải đấy anh em ạ. 135 này, 140 này. 160, con này là 160 nhá. Lổ đi em ơi. Vì nó đẹp quá là em giới thiệu hơi nhiều. Quá wow, ok luôn. Em du luôn. Không có một tí khóa nào luôn này anh em ạ. Quá em.
Quá mới luôn nhá. Không có một chìa khóa nào luôn. Ui rồi ôi, máy zin này, lỗ nghe sướng tai không anh em? Không có một tí khói, không có một tí đổ hơi nào luôn này. Máy như mới này anh em ơi. Em sẽ đăng video lên kênh nhá. Nếu mà anh em nào có xem được video ấy thì mong anh em hãy cho em một cái lượt đánh giá bình luận về hình thức bên ngoài, chất lượng tiếng nổ của con máy này nhá. Xem nó có đẹp đúng như là em nói không. Anh em nào đang bị hỏng máy ấy mà không sửa sang ấy, mà anh em muốn thay máy ấy, anh em liên hệ cho em nhá. Bên cơ sở em này có đủ tất cả loại động cơ, xe tải, xe ben, xe thùng, từ tải trọng nhỏ đến tải trọng lớn nhá, xe đầu kéo.